mạng người cá Mimi, đệ tử siêng nhất của Tayon, xuất hiện từ câu lạc bộ người cá tầng thứ mấy và Mimi? Anh nhớ là tầng thứ tư đúng không? Bởi vì cứ sau một tháng là mình tổ chức phi sự kiện người cá cấp bằng quốc tế ở Mỹ một lần, đúng không? Thì hồi bơi Tamasago là lần đó là lần thứ tư hay lần thứ năm gì đó, nhưng mà bây giờ là câu lạc bộ của mình là làm tới tầng 28 rồi. Thì trong số những bạn người cá duy trì tập luyện thì em là một trong những người có thành tích cao. Em cũng đã đi bơi biển với cá heo, với Tayon, với làm gì nữa ta, thi người cá quốc tế level 2 rồi đúng không? Thì hiện tại thi người cá quốc tế level 2 mấy em phải lặn ở độ sâu 6m ở ngoài biển thì em cũng đã làm, và em là một trong những người cá xuất sắc sẽ được chôn đưa vô tầng 29, là bắt đầu chúng ta sẽ tập biểu diễn chuyên nghiệp để đi biểu diễn cho các sự kiện quốc tế, rồi nhận các dự án quảng cáo thương hiệu cho các khu du lịch resort. Rồi hiện tại có nhiều phong trào người cá quốc tế họ cũng mời mình đi, rồi thì chắc có thể em là một trong những người cá đại diện cho Việt Nam đi biểu diễn. Thì bây giờ Tayon cũng chia sẻ luôn những bạn người cá mà mặc dù có bằng người cá quốc tế nhưng mà mấy em không có duy trì tập luyện thì mấy em cũng trở lại giống như là người cá bình thường vậy đó, giống như là những bạn bình thường vậy thôi. Bởi vì thành người cá phải tập luyện thường xuyên và duy trì ở cường độ cao, mình phải bơi giỏi hơn cả tình ngư nữa thì mới có thể nín thở lâu được dưới nước. Thì bây giờ trong các bạn người cá, Tayon thấy là Mimi, Luna, Benjamin và người cá Tai có thể làm thành một group để tập biểu diễn chuyên nghiệp rồi. Còn những bạn người cá kia thì chưa, bởi vì mấy bạn còn chưa hoàn tất lấy level 2, với một số bạn bỏ bơi tập luyện lâu quá, cơ thể bắt đầu khó thích nghi dưới nước hơn những bạn đã tập luyện thường xuyên. Giống như là nín thở lâu, bây giờ em đã nín được bao nhiêu phút rồi, nói cho mấy bạn nghe Mimi. Hơn một phút chưa? Sao em khiêm tốn vậy? Hiện tại Mimi đã nín thở hơn một phút rồi nên bạn ấy có thể tập luyện được rồi. Mimi, năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay 9 tuổi rồi đúng không? 9 năm nữa là siêu người cá luôn ha. Rồi bây giờ thì tập luyện biểu diễn đồng đội có một cái số động tác căn bản nhất mà các người cá đều phải làm được, đó là giữ khoảng cách với nhau ở trong nước. Giống như môn nghệ thuật múa nước synchronized swimming, hay là mấy em có coi trình diễn máy bay ở trên không không? Chưa thấy coi trình diễn máy bay trên không đúng không? Là mình bơi dưới nước giống như là máy bay bay trên không vậy đó. Em phải giữ được khoảng cách đều với các bạn, phải quan sát được các bạn bơi và vị trí của em ở dưới nước, hiểu không? Muốn làm được điều đó em phải kiểm soát được hơi thở của mình trong nước, rồi phải biến được cái đôi tay người thường này của em trở thành đôi tay của một người cá thực sự, giống như là của một con cá heo vậy đó. Thì cái tay của mình có khả năng giúp cho mình giữ được thăng bằng trong nước. Thì em phải tập luyện cho đến khi nào mà tay của em bơi trong nước không còn cảm giác mệt mỏi nữa, là bắt đầu các tế bào của tay của em bắt đầu nó sẽ được tiến hóa, nó sẽ được thích nghi trong môi trường nước. Bởi vì khả năng của con người là vô hạn, khi mà em đã tập luyện đến mức đó là em sẽ không còn cảm giác đau nhức cơ hay mệt mỏi nữa, hiểu không? Mình phải tập luyện bây giờ. Thì bây giờ cái bài tập luyện của em bây giờ là biến đôi tay thành cá heo, mà mấy bạn người cá Tai, Benjamin, Luna coi mà tập luyện theo. Còn những bạn người cá khác nếu có thời gian cũng nên tập luyện, giống như là Candy, hay là nói chung là những bạn mà bỏ bơi lâu quá thì mình cũng quên luôn rồi, nên mấy bạn bỏ bơi thiệt là uổng mà không có chịu đi tập luyện. Rồi mấy bạn xuống nước tập luyện đi. Kỹ thuật vuốt nước, nổi người trên mặt nước em còn nhớ đúng không? 1, 2, 3, 4. 1, kéo tay qua hạ miệng hít hơi vào. 2, 3, giữ thăng bằng. 4, thở ra bằng mũi. Kéo tay ra càng rộng thì hít vô càng nhiều. 1, 2, 3, 4, thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua hạ miệng ra hít hơi vào. 1, 2, 3, 4, thở ra bằng mũi. Đó, Mimi cũng chưa có kiểm soát tốt được cái tay của mình. Đó là lý do mà tôi làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn coi. Muốn biến đôi tay của mình thành cá heo rất là khó. Khi mà làm chủ được rồi thì mấy bạn có thể tạo ra được lốc xoáy trong nước giống như Tayon vậy đó. Tập tiếp đi Mimi. Như vậy là đứng mà em thấy ok là em bắt đầu nằm. Nằm mà bắt đầu tốt rồi thì mới tập tiếp bài biểu diễn của người cá kết hợp đồng đội được ha. Tôi thông báo cho mấy bạn người cá biết chương trình là như vậy, nên mấy bạn phải đi tập luyện thường xuyên. Còn mấy bạn người cá sơ sinh này, đi bơi đi. Đi bơi nè. Người cá chưa được 1 tuổi. Người cá này học lớp 2 rồi. Người cá này học lớp 1 rồi.
cá chưa 1 tuổi thôi. Không có được, để mặt chìm xuống nước, thở ra cho đúng, kéo qua hả miệng ra hít hơi vào. Nín thở lại, 2, 3, 4, thở ra bằng mũi. Gồng cổ tay lại, khép sát ngón tay lại. Hai tay ngang vai cân đối. Mới đập cái đầu em nữa. Của người cá nhí này nè. Xong rồi, quen rồi, phải bơi lùi được, bơi tới được, bơi ngang qua, bơi qua trái, qua phải đều được hết mới tập được bài biểu diễn. Cố gắng ha. Rồi bye bye các bạn nha.